Xin chào năm chúng anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay là ngày đan, nói chung là làm thấy đan. Được ngày các bác nhìn này. Hôm qua em đi làm ca chiều về, em chuẩn bị đống đồ chuẩn bị đi câu. Hôm nay trời nó mưa, sáng dậy nhìn thấy trời mưa chán ơi chán. Nên mùa hè trời nóng ấy thì mưa này rất là thích đi câu nên rất nhiều chép. Nhưng mình mệnh quá, hôm nay trời rét các bác ạ, hôm nay trong có khoảng 12 độ rét run luôn miền Bắc cái này rét. Là sáng dậy cái này đắp chăn đi ngủ tiếp. Đồ bác nhìn này, chuẩn bị đồ từ hôm qua rồi một đống cần thì nay em sẽ show cho các bác xem cái cần lục của em nhé. Đấy, em thấy nhiều bác hỏi cái cần mua ở đâu bao nhiêu thì trước em mua cần trên Lazada, nhưng với cần này giờ nọ em bảo cho các bác có cái đường link để mua thì cái này không có rồi. Đấy, các bạn nhìn này, đống đồ luôn, chuẩn bị mồi nước đầy đủ rồi nhưng mà lại mưa rét lắm này, thò đầu ngoại thấy rét này. Đấy, giờ em kéo cho bác xem cái cần lục của em nhé, kéo cho ra thành một bộ luôn đấy, bộ thần một kiểu những cái gì để bác nhìn nhá. Ừ, tiện này cũng nuôi vệ sinh luôn đấy. Đấy. Này bác nhìn nhá. À, tiện thể giờ em cũng có vệ sinh giới thiệu cho các bác xem. Lâu lắm này thứ này câu thì cũng không vệ sinh gì đấy, cần vẫn rất là mới. À, em kể cho bác có một lần như này. Một lần em câu ở dưới con cây kia, em thấy quái, các bác nhìn được cần này rõ dài mà to này mà em đáp ở đấy em quên không cầm về. Thế hôm sau em đi câu trên sông, thế là chạy đến mới rút ra, ngạc nhiên không thấy cần này trong trong bao của mình, mà rõ ràng là em nhớ là về nhà này không ai mở bao cần ra rồi. Thế em chạy ra cái chỗ ở đấy vẫn thấy nó đang trên bãi cỏ, may không ai nhặt được. Mất cười. Mấy ông câu cá bảo mày về làm gì đấy, ở chó quên cần mà mấy ông cười thối mũi à. Đấy, anh em mình nhá. Đây Impactor Pro ISO cần này cần 4,5 m. Đặc biệt nhờ cho anh em xem cái đồ khuyên của nó, khuyên này nhưng mà khuyên chất lượng này em thấy là những so với những cái cần ôi, nét à. So với cái cần bình thường em câu thì cái khuyên nó không được như thế này đâu. Đấy, anh em nhìn này, cái này cái mặt này của nó này nó rất là bóng này, rất là nhạy, không biết nó bằng cái chất liệu gì ấy này, khi mình gặp vào này đấy, rất là nhạy luôn. Cần này em mua trên Lazada nó có 400 thôi đấy, em không hiểu cái chất liệu nó bằng cái gì, rất là nhẹ và đẹp. Nếu mà so mấy cái cần này của em, các bác nhìn so mấy cần này, cái khuyên này của nó ấy thì nó bằng nhựa nữa, dùng một thời gian nó xước ấy, nhưng mà cái độ da dây của nó thì nó không trơn bằng cái loại kia được đấy. Mà cái thứ hai là cái này nó dùng một năm bắt đầu xuất hiện han gỉ đấy, nhưng mà cần này không bao giờ han gỉ cả. Cái này nó bằng khuyên này bằng lốc, không bao giờ han gỉ mặc dù em nhúng nước thoải mái luôn đấy. Cần dài mà. Đấy, cần đục nó rất, rất rất là cứng, cần phải cứng thì mới không đục được, cái cần dẻo dập nó không có lực. Anh em nhìn là 4,5 m rất là dài, anh em xem em đặt cá đấy, thải thật thật luôn, rất là đẹp ngọn của nó này. Đốt ngọn nó rất là chắc chắn luôn đấy, các bác nhìn này, cứng cái này cơ mà. Đấy, so mấy cái loại ngọn này, ngọn cần bình thường nó dẻo thì câu sướng, nhưng mà ngọn cần này rất là cứng, có nhìn nhỉ? Không đi một tí nào cần cần này đấy, đấy. Đấy, đặc điểm cần câu lục là nó phải cứng thì mới câu được cá. Cái này thì độ cứng ở trên đấy người ta không ghi, nè cũng không biết là CXT hay BXT nữa, không không thể người ta ghi 4,5 m. Anh em đi câu lục ấy, mới tập câu lục hay thích câu lục ấy, phải sử dụng lại cần 4,5 m nhé, 4,5 m hoặc 4,25 m thì giật nó có lực mà giật nó sướng. Chứ nếu mà mình chỉ dùng mấy cần 3,6 m hay là 3 m giật đầu cần nó không phê đâu. Đấy, các bác nhìn một đốt của nó dài, em nhớ là 1,2 m, 1,3 m gì, thèm phải 1,3 m các bạn. Này, một đốt nó dài khoảng 1,3 m, các bác nhìn rút hai đốt tần nó dài thần thật luôn đấy. Đấy. À, một đốt từ đây mà nó tít đến đây, em thấy sự dài chưa, rất là cứng luôn, nhẹ. Phần này thì nó chỉ khoảng 250 g thôi, nhẹ mà cứng dầm thì tay, mà giá rất là rẻ.
Các bác mà thích yêu thích cần côn đục mà muốn chuyển thì em nghĩ là cái giá thì là rất là hợp lý. Như các Pro ISO 4,5 đấy. Thì đây giới thiệu qua xem đồ con lục của em nhé. Hộp đồ lục thì cần một quả phao. Phao này đợt đấy em mua trên Sen Đỏ, quả này gọn có đèn 170 miễn miễn phí ship, mà bây giờ có bao mua 200, còn này 200 này nó vân đá nó đắt, vân đá nó đắt. Đây là lục bầu 30 thì em cho nó sang quả này nữa, quả này chưa có trong ô cũng còn không. Này lục bầu 30 các bác nhé. Mới quả này nó dài khoảng quả này nó dài 5 mấy cm đấy, các bác nhìn này nó 5 mấy cm đấy, nó không phải ít đâu. Rồi có nhìn cái tay của em là 20 này. Rồi. Rồi. Với nó bảo 52 cm rồi, em nhớ 52 đấy. Còn cái quả này đầu tiên các bác nhá, có quả này là quả con thôi, cái quả mà các bác mua ngoài đấy có 50-60 nghìn đấy. Đấy, chân trì bình thường đấy, đầu tiên nó dài đây. Em mới chế cái ngọn ban ngày của này vào, các bác nhìn nhá, dài chưa đấy. Ô câu quả này mới hay này, quả này nó nhạy hơn mà giá rẻ. Thật các bác này muốn muốn mua phao lục cái đừng mua cái quả này vì nó hơi phí, em câu thì nó hơi phí, giật nó nặng em. Em về em chế thành quả này, em lấy cái ngọn của cái quả này lắp sang bên đây đấy. Quả này thì các bác mua ngoài rẻ thôi mà đấy, dính keo còn vòi rồi, câu rất là hay. Câu phao lục ấy thì mình chỉ cần cái đoạn này nó dài là đẹp này các bác này, nó dài để khi nào mình mà kiểu là mình di chuyển một nước nó đông sâu ấy thì nó không bị chìm ngọn phao xuống, thì câu căn phao nó dễ hơn. Đấy, chế quả phao rất đẹp, các nhìn nhá, ngọn của ấy, dài này các cần câu nục này. Bộ đồ của nó thì nói chung là nếu mà bác câu nục thì một bộ đồ nó sẽ rẻ hơn cái cần kia rất là nhiều, bởi vì cần kia mình mua 2-3 cân nhỉ, nục chỉ cần 1 cân thôi. Máy thì em giới thiệu các bác rồi, máy TB lục phải câu lại máy khoảng 5.000 trở lên thì mình cái vòng quay nó nhanh ấy thì mới quất được cá nhá, nhưng máy còn như quay chậm thì đuối ấy. Đấy là một bộ này nó giá rất là phải chăng, nó rẻ. Quả phao này là cứ cho là 200 đi, máy này trước mua 500 này, 500 mê cái cần này 400 gọi là khoảng 1 triệu đấy các bác, cứ cho khoảng gần triệu đâu, nó hơn triệu mà cho khoảng 1 triệu đi, thì mình có một bộ đồ câu nó là ok rồi. Lưỡi lưỡi thì có mua khoảng 100 nghìn nữa thì mình mới ok được, bởi lưỡi giờ nó đắt lắm, 4 mấy nghìn cái thì mình mua nó 2 cái mất sướng 100 rồi, phải mua 2 cái trở nên đi câu nó mới yên tâm, nhưng 1 cái nó đứt cái về nhà, ăn luôn đấy. Các bác bảo mua mấy cái cần khoảng 400-500 là em thấy là câu nó cũng đều rồi, còn đâu là nhiều tiền hơn thì khoảng 1 triệu là ok, cần khoảng 1 triệu là ok. Cần ở trên mạng thấy gửi về rất là tốt, hôm nay mới hướng dẫn các bác cái này rất là hay. Cần đấy mình đi câu ấy đúng không, thì nó có hay có cái vết xước răm đấy, đấy coi nhìn này, đọc massage rồi mình kiểu mình rút ra rút vào mà có cát đấy, mình không để ý cứ rút thôi. Máy này nó quay không rõ ơi, qua nhìn cái vết xước răm đúng không? Hôm nào em sẽ chỉ cho các bác cái cách mà mình làm phân hết cái vết xước này nhá. Để video tiếp theo em lấy cái đồ về em làm cho bác là làm phát nó không còn vết xước mình cần như mới luôn, thì cái vết xước này nó được che đi ấy, lấy cái vết xước nó là che đi thì cần câu sẽ rất bền, bởi vì khi xước này ấy, thì một thời gian nước mới không khí nó vào mình nó làm cái cần mình nó yếu dần nó mòn dần đi. Đấy hôm nào sẽ có cái nguyên liệu làm cho các bác là mướt được mật bóng loáng luôn, là sẽ giới thiệu các bác làm sao. Hôm nay nhà buồn quá này. Giới thiệu với anh em sao vậy, ngày hôm nay em đang định đi là một lục này mới 3 năng C. Các nhìn hộp này của em đựng 3 máy đấy, đựng 3 máy nick 3 cần năng C, nhưng mà rất tiếc là này nó mưa đấy, chứ mà nói mưa mát thì ok ngay. Cần này đấy, cần này thì trước em mua 160 rồi, mới lại
một đống cần câu hai khúc, cần câu hai khúc nó nặng quá, em đáp mà kia cũng không cầm, đến cầm một cái rồi. Xin chào, hẹn gặp lại anh em nhé. Nào muốn đi câu buổi nuôi cá khủng mà chưa chưa đi được, giờ chuẩn bị ăn cơm lại đi làm thôi. Hẹn gặp lại anh em khi khác, tạm biệt.